Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. FX lột xác trở nên nóng bỏng hơn sau khi được lên đời. Hôm nay mình vô tình bắt gặp được một cái chiếc FX độ thuộc sở hữu một thiết bị chủ nhân kiểu chi. Anh ta thay đổi toàn bộ cái dung nhan của con xe, định hình em ấy theo một cách riêng của chính bản thân mình. Mong muốn có hiệu năng bóp thắng im dịu hơn và khả năng kiểm soát phanh chuẩn xác hơn, anh chủ định nâng cấp cái cụm thắng Rainbow Asset Costa đáp ứng tốt nhu cầu đó. Tuy nhiên về mặt lợi thế như mặt thẩm mỹ và hiệu năng, nhưng vì kích thước của nó là hơi lớn khi gắn bắt buộc và cắt khoét dịch áo hơi nhiều. Cái bản thân một cái chiếc AB đời từ 2015 đến 2018, nhưng nó được anh chủ ưu ái nâng cấp cho một cái dàn đầu của FX 2020. Cái điểm đáng chú ý nhất trên dàn đầu này đó chính là cái chiếc màn hình LCD sắc nét. Theo chia sẻ người chủ, để nâng cấp nguyên cái dàn đầu này thì rơi vào tầm khoảng hơn 3 củ. Cái cụm thắng phía sau được điều tiết nhịp nhàng bởi cụm con Dono tiếp em, một cái phương án hàng đầu dành cho những anh em chơi tay ga một đĩa, mong muốn trang bị tay thắng bên trái cho chính mình. Thay vì lên cái mâm xin 3 chốc kép, anh chủ lựa chọn một cái cặp mâm của X1R 6 cây để tăng những sự cứng cáp cho cái dàn chân của bản thân này. Bản mâm này sản xuất dành riêng cho Bado nên có mức giá khoảng hơn 2 triệu đồng. Hệ thống thắng trước được nâng cấp thay đổi toàn bộ với cặp đôi heo thắng Rainbow lục lớn 2 đĩa xứng đi cùng đĩa thắng bông mai sắc sảo. Mong muốn gắn cái chú heo này vào xe, bắt buộc phải thông qua các mắt nhôm CC đầy chắc chắn, mức giá trên dưới 1 triệu đồng. Cái dàn chân sau có một cái chút điểm nhấn nhẹ nhẹ là càng thắng inox đơn giản, nhưng những chi tiết sáng bóng vẫn là rất nổi bật khi được phối cùng với cái dàn chân màu đen của con xe. Các cặp cục bình dầu chất lượng phía sau mẫu hiệu đến từ One X, một thương hiệu phục nhúng đã rất quen thuộc anh em chia xe ở Việt Nam hàng ngày. Nó được anh em tin tưởng bất nhiều bởi khả năng giảm sóc rất ổn định và cực kỳ đậm chắc. Các chiếc FX độ này mang cho mình bộ áo dâm màu xanh dương làm chủ đạo, phối cùng với những chi tiết nhựa màu đen tiền được lãm, một kiểu phối đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Quado 110 độ cái chân cũ được nâng cấp một cái cặp phục là khắc ngạo. Cái chiếc Quado 110 cái bản cũ 2007 đã gây ấn tượng rất mạnh bởi cái phần đầu góc cạnh hiện đại, bao phủ những chi tiết thể thao năng động. Tuy nhiên cái phiên bản mới đã là thế, và tuy nhiên cái dòng xe này vẫn được anh em tìm mua rất nhiều bởi vì mức giá của nó cũng bằng như là cái chất gọn gàng và tính thể thao. Đầu tiên chúng ta thấy được cái cụm công tắc hữu diện. Đây là tên gọi của giới chơi xe hiện nay gọi về cái công tắc đỏ của SX300i, lắp như zin không cần chế cháo. Ngoại hình là màu đỏ làm chút điểm nhấn khá tốt cho xe. Cái cụm tăng Dono đi cùng với hai ống da cụm hiệu để cút ngắn hành trình cho xe đạp bay nhanh hơn. Lắp thêm cho Magic thần thánh kẹp cổ hành trình là 69m, đi cùng 16 chỉnh nặng nhẹ để giúp phần đầu chấm sát chỗ độ cao. Thay đổi luôn ổ khóa mình cho chìa khóa cơ giúp cơn chiến mã an toàn hơn trước tình trạng trộm cắp ngày nay. Nhìn xuống cái dàn chân ta thấy được có combo quý vị với hình dáng quen thuộc Aegis cố định hoặc con hẹp Rainbow 4mm để xứng đi cùng đĩa của Gaffer 260. Hai món đồ chơi đều không thuộc thế giới của cái nhỏ nên buộc phải thêm thắt heo thắt lòng để thắp dễ dàng hơn. Chất liệu combo được làm bằng titan kết hợp cùng với chất nước CC. Hai món đồ chơi này cũng tương đối hợp túi tiền nên thường sử dụng rất nhiều trong các dòng xe không, chẳng hạn là Warwick. Chủ đã không quên tạo hào cho cái dàn chân bằng cái lọc ốc V5 điểm với cái màu xanh bảo cực kỳ đẹp. Hệ thống chơi sau được nâng cấp lên cái phục cá treo bình dầu rời. Người chủ định ý tưởng mình là cái gam màu di trình cùng dán là cái tem, khiến cho nhiều người lầm tưởng đây là phiên bản chính hãng danh hiệu nổi tiếng của Anh Quốc sản xuất. Tiếp đến góc nhìn trực diện hơn về con chiến mã từ phía xa xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Tiếp nhớ like, subscribe.